con điên này, mày muốn chết à? Sao? Em có sao không? Tôi không muốn sống nữa. Sao? Có chuyện gì? Kể nghe. Sao anh có giúp được gì không? Bọn họ ép tôi. Em đã từng vay nợ chưa? Có biết quy tắc là gì không? Anh ơi, sắp Tết rồi, anh đừng động vào gia đình em có được không? Anh cũng đừng bắt em chụp ảnh nút nữa. Số tiền đó em nhất định sẽ trả. Tôi không phải là trung tâm từ thiện, mà nếu cô trốn mất tôi biết tìm cô ở đâu. Nói tóm lại là cô có làm không? Tôi không có thời gian làm nhà với cô. Làm không? Làm việc. Mai là cuối rồi ạ. Bọn họ sẽ tung hình của em lên mạng. Giờ thì anh biết vì sao em không muốn sống rồi chứ. Bọn chó này, không ngờ chúng lại biểu như thế. Mai mấy giờ em? Vào buổi tối ạ. Thôi được, tối mai sẽ đón em để gặp bọn chúng. Giờ đi về nào. Kia là phòng nó nghe. Vâng, đúng rồi ạ. Alo. Bảo hai xe cho mày cái đằng sau đấy. Khi nào thấy ám hiệu của anh thì vào. Cứ vào đây, em hỏi sợ. Kìa anh, có đi trả lời rồi kìa. Sao đến muộn thế? Vẫn muộn hả? Ý mày là sao? Sao là sao? Ai cho mày ngồi chỗ đấy? Tao thích ngồi chỗ này đấy. Con chó này mày thích đánh nhau à? Mày mày lên đi. Chó này ngồi xuống. Con chó ra động vào người tao thì bỏ ngay tay ra. Ngồi xuống. Chuyện chúng mày tao được nghe ít nhiều rồi. Em tao được có 10 triệu. Nói chung này chụp ảnh vào thân nó. Tiền đây. Giấy nợ đâu? Đúng em. Đã xong chưa? Xong rồi. Chắc không? Anh mẹ mày lên. Ảnh thì đã xóa rồi. Video cũng xóa rồi. Xong chưa nhỉ?
Nhưng giờ sẽ có một tốp nữa đến. Đại ca, sắp đến Tết rồi, đại ca cho em ăn cái Tết ngon. Lần sau em không dám thế nữa. Nhớ nha. Chúng mày đừng để lần sau. Dạ. Tao bắt gặp nữa nha. Không thể ngồi trong tù ăn Tết đấy. Đi được các em.